Thưa sư, con muốn hỏi là trong cuộc sống của một vị tu sĩ, khi đi đứng nằm ngồi, vị ấy có luôn luôn để ý đến những sinh vật nhỏ để tránh vô tình giết hại chúng hay không? Về câu hỏi này xin mời Đại Đức Tuệ Tường trả lời trước. Kính thưa Đại Đức Hành Tại, kính thưa quý vị, đây là một câu hỏi mà sư đánh giá nó cũng rất là hay ha, cũng rất là phù hợp với cái tinh thần mà sắp tới Đại Đức Hành Tại có tổ chức cái khóa tiền thiền tứ niệm xứ, hay là khóa thiền Vipassana đó, nó có liên quan, quý vị, liên quan rất là mật thiết nha. Thì sư xin trả lời câu hỏi một cách ngắn gọn như vậy để cho quý vị hiểu. Ở đây cái câu hỏi thì Đức Hành Tại đọc rồi ha. Sư sẽ trả lời câu hỏi này cho vị hiểu như vậy. Nếu trong cuộc sống của một vị tu sĩ, khi đi đứng nằm ngồi, nếu vị ấy luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác, hay là vị ấy luôn sống trong tinh thần tứ niệm xứ mà Đức Thế Tôn Ngài đã chỉ dạy, thì vị ấy sẽ luôn để ý đến những sinh vật nhỏ và luôn cố tránh vô tình giết hại chúng. Đó là câu trả lời của sư. Nên tóm gọn lại là bằng ngược lại cũng vậy. Nếu mà một vị sư trong cuộc sống, nếu một vị tu sĩ khi mà đi đứng nằm ngồi, nếu vị ấy mà không có chánh niệm tỉnh giác, không sống với tinh thần tứ niệm xứ, cẩn thận, dùng từ cẩn thận nha, thì vị ấy sẽ khó mà để ý đến những cái sinh vật nhỏ và có thể vô tình, hay là vô tình, gọi là vô tình nha, giết hại những sinh vật này. Dạ, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Thưa quý vị, khi mà mình tu thì nó cũng tùy lúc, có lúc mình chánh niệm, có lúc mình không chánh niệm. Rất là khó để mà duy trì một đời sống thuần túy 100% chánh niệm. Và ngay cả khi mà chánh niệm như vậy, nó còn tùy thuộc vào việc là mình đối tượng mà mình lưu tâm là cái gì. Ví dụ như mình đang lưu tâm đến từng cái cử động của cơ thể như là ăn uống nhai nếm, thì khi đó toàn bộ tâm của mình, cái cảnh chính là sự chuyển động của cơ thể. Và khi đó vị hành giả thậm chí là không thấy bất kỳ một cái đối tượng nào khác ngoài cái cảnh mà mình đang quan sát. Thì như vậy, khi mà đi thì vị ấy chỉ chú ý đến cái cảnh là cái sự di chuyển. Có đôi khi thì vị ấy sẽ không có chú tâm để mà xem cái gì ở dưới chân của mình. Tuy nhiên, nó chỉ ở mức độ tương đối thôi. Bởi vì thực tế hành trì thì có khi mình đi thì mình vẫn biết, và mình đi nếu như không phải là do mắt của mình có vấn đề, hoặc là không phải là do cái trời nó quá tối, thì khi mình đi thì mình vẫn cần có sự cẩn trọng tối thiểu. Tuy nhiên, không phải là mình đi suốt ngày mình cứ nhìn chằm chằm dưới đất để mình coi coi có con này con kia hay là không. Nếu như mình nhắm cái con đường đó mà nó có nhiều con vật, con kiến hoặc là con mối, đại loại như vậy, mình có thể chọn con đường khác để mình đi. Đó là mình phải là làm sạch cái con đường mà mình đi kinh hành nha. Còn trong trường hợp mà mình tập trung hoàn toàn vào việc chánh niệm mà mình không thấy những con vật ở dưới chân, thì trong trường hợp đó cũng không dính dáng gì. Khi đó chúng sanh
có nghiệp của mình. Ví dụ như trường hợp của ngài Chakkhupala, ngài bị mù á, thì vào đêm, ban đêm ngài đi kinh hành, ngài hoàn toàn sống trong chánh niệm. Nhưng mà có những cái con vật nó đi lên rồi nó bò trên nền, ngài không biết. Rồi khi ngài đi như vậy á, là giẫm vết nó. Thì như thế là cái con vật đó nó chịu cái nghiệp của chính nó, mà ngài là ngài không có chịu một cái nghiệp gì cả, bởi vì khi đó ngài đang chánh niệm, ngài đi kinh. Cho nên tóm gọn lại là nếu có thể thì chúng ta nên sửa soạn một con đường đi kinh hành cho nó ổn ha, đàng hoàng. Còn nếu không thì khi mà mình trước khi mình đi, mình cũng nên có sự chuẩn bị trước. Ở trong Thanh Tịnh Đạo á, là có nói là khi mình đi như vậy á, mình cần phải xác định đây là hầm hố nè, đây là chỗ bén nhọn nè, đây là chỗ không có nên bước tới nè. Để chi? Để mà trời tối á, mình đi mình không có dẫm trúng những cái chỗ nguy hiểm, hoặc là mình không có tưởng tượng những cảnh ghê sợ để tự mình hù mình. Rồi còn lại, sau khi đã chuẩn bị xong hết những thứ đó rồi, thì mình đi, mình chỉ chú tâm vào đối tượng thiền của mình thôi. Nha. Thì đó là câu trả lời của sư. Đó là khi mà đang hành thiền nghe. Còn khi mình đi đứng sinh hoạt bình thường mà không phải là chú tâm vào đề mục thiền ấy, thì một vị tỷ kheo đi với cái nhìn xuống dưới đất tầm 2 mét, thì với cái nhìn như vậy ấy, vị ấy đủ biết được cái gì ở dưới bàn chân của mình, cho nên là cái này mình không cần phải lo mấy cái đó. Vị ấy không phải là cứ chăm bẩm nhìn dưới chân, nhưng mà trên đường đi nếu như có vấn đề gì thì vị ấy sẽ biết ha. Rồi, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.